Kính thưa ông bà chủ và các quan viên họ nhà cái, chúng tôi rất biết ơn quý vị vì vị xã xa xôi thời cổ điển, thời khí khắc nghiệt, và quý vị đã vì thương quan con cháu bị đưa cháu vào tổ do chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin phép ông đại diện ông bà chủ và các quan viên họ nhà cái cho chúng tôi được thiện hay là các nghi thức tổng quát địa phương. Chúng tôi cái tổ chức cái nghi lễ hôm nay chúng tôi gồm có hai phần, chính đó là phần lễ tạ ơn và cái lễ là cái lễ giao tiên, và sau đó là sẽ cho cháu học được nhận tất cả các cái lễ nghi luân thường đạo lý cũng như đã nói ở trên gia đình quý vị. Dù sao chăng nữa thì việc này là việc rất là quan trọng của cháu thắng và cháu ông nào học. Người ta nghĩ là cháu học dầu dầu muốn là cũng quen đã biết, thế nhưng mà thật sự hôm nay là ngày chính thức và người ta cũng thường nghĩ là thật là cáo ra thì kỳ khúc nhập ra thì kỳ tục. Thế chúng tôi có bắt đầu tục lệ thì có hai cái lễ lớn của chúng tôi rất là quan trọng, đó là một lễ tôn giáo, một cái lễ tạ ơn, và sau đó là con cháu tổ chức cái lễ gia tiên để thắp lên năm nay ông bà đã 20 quân núi. Thế thì chúng ta hôm nay chúng tôi xin phép từ từ chúng ta bắt đầu những tập ạ. Nhà đây hôm nay tôi qua đây thì đấy tôi qua đây có hai quả bánh để qua tấm hôn bà tổ tiên đây hai trăm chín mươi một triệu về gia đình các bạn quả và đây cũng là một quả lai, cũng là cái sinh viên rất chân thành cảm kích và cảm ơn ông đại diện của ông bà chủ hôn đã nối kết với bà thảo đây mà đã thành kính của vị tổ tiên của chúng tôi. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp và quý hóa, chúng tôi biết lo gì thì cũng được trân trọng cảm ơn ông bà chủ hôn và đại diện của họ là cái. Và bây giờ đây tôi xin cho phép hai cháu ra đây để chúng ta giải tán các nghi thức. Rồi cảm ơn hai con. Và trước kia thì hai con đã tổ chức một cái nghi thức tôn giáo có được lễ tạ ơn. Hôm nay là ngày chủ nhật, chủ nhật thứ tháng 9. Hôm nay hai con là cái ngày đánh dấu nghi ấn được lãnh nhận thức tin và trở nên con cái của chú và hai con đã làm bạn với nhau rồi. Trước khi ấy thì chúng ta hãy tạ lời mặt lên cả tôn thiên chúa trước tiên ngài sẽ ban phước và ban ơn xuống trên hai con và hai con hợp quay hướng về bờ. Xin mẹ hãy dừng đất tận giữa hai cháu được hồn ám sát sạch
trong danh sự thờ mẹ, vì Chúa Giêsu có hứa với mẹ rằng bất cứ một điều gì mẹ sẽ xuống ban cho. Vậy thì hôm nay hai cháu có được đến duyên chồng cờ, xin mẹ hãy dìu dắt và cầu nguyện Chúa cho hai cháu của quản sự xử lý và mẹ quà đến hai cháu
và lại có cô chú hai ba năm xuống ở và ở đài đóng lên ngày vui vui thì cũng có cái lời khuyên của nhà về tiết học khi rằng để giữ gìn cho hạnh phúc của hai cháu đó, muốn giữ gìn hạnh phúc với nhau được mãi mãi thì hãy nhìn nhận một cái vấn đề quan trọng trong cuộc đó là vợ phải nhường nhịn chồng, chồng phải tha thứ cho vợ, nhường nhịn và tha thứ cho nhau đó là thành ra phải suốt trên con đường đời hai con. Con nói đó. Và thì những gì đã thầy giáo mình lời Chúa đã không nói không được nguyên thì đã kết hợp rồi và đang được nguyên thì chỉ nói lời nói thế thôi không có gì hết. Tôi chào bố tay. Xin chào thầy. Vâng, rất là cảm ơn thầy ạ. Thế bây giờ có chú hả? Vâng, chú có xin mời chú đi không đi hả? Chú. À chú. Cái số thôi lời. Bây giờ chúng xin chúc tất cả các bạn trong hai bên sinh ra ngày nay là ngày vui của cháu thì con có món quà gì để tặng cho cháu một cái kỷ niệm đó là của cháu hai cháu trong năm. Bây giờ con về với nước ngoài phải cái ghế mà má này là tốt nghiệp lắm con ạ. Bác ơi, quay bác ơi, cái con nói không? Rồi, cảm ơn tiếp. Hai tay cùng nghĩa mũi gừng. Gừng thì cây ngay mũi mặn nhưng mà xương rừng có bỏ nào. Cái điều này là điều quan trọng. Nhất là con đã đi theo Chúa theo đạo rồi, con học rồi biết giáo lý của nó là khi các cái thứ bảy mà nó trao cho hai con rồi nó cũng không gỡ ra được nữa. Thành thử ra con phải cố gắng hết sức giữ gì làm sao đó để cho cũng như là ông bạn người đồng đội luôn luôn bảo đấy. Thành ra trong đời này á, khi người này có điều oán trách gì kia thì phải tha thứ, còn phải tìm cách nào đừng có thượng phải chân hạ phải tay. Cái điều này không phải cần phải cái đó là bác có được con một số vốn liên kinh nghiệm nhiều lắm rồi mà nói mãi thì chắc có lẽ có chút thu một lúc hết rồi. Thế thì ra bây giờ bác cũng đại diện cho còn tất cả các còn mấy má nữa mà trên kia đến đường đi đón con và mà chúng tôi về đến đây thì tôi xin chúc cho cháu cho đến lúc lên nhà hàng thì cho bác sẽ gặp nha. Vâng, rất chân thành, cảm ơn mọi người, quý vị. Xin chào mọi người, chúng tôi cũng đang đại diện hiện nay. Nãy giờ tình hiện nay thì đã qua một số tiền. Chỉ là một phần, 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 một ph
gửi một số tiền bỏ quả nhân dịp này thì cũng trao lại dành hai con làm dỗ. Thế thì hôm nay chúng tôi cho cháu nó một tổ chức cái lễ đi hai cái lễ đi bằng trọng thì chúng tôi đã cho cháu tổ chức xong rồi. Thế bây giờ tôi cũng không còn gì nữa thì xin mời quý vị đi uống ly nước chúng ta thong thả, chúng ta ra xe để chúng ta trở về nhà hoàn thành của thiết chân kim quán trên cây số 115 để xin gặp lại này. Anh đại diện cũng nói thơ nhiều quá. Bây giờ cho tôi nói bốn câu thơ dành cho anh là cháu đâu. Đúng rồi. Giấy thương chồng chồng sắc son dữ dằn. Trai yêu vợ người biết ký lạc tâm. Tâm năm cho dễ chữ đồng đồng chung dây như trước trời góp công với đời. Cảm ơn. Cảm ơn. Now
tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Quang Thắng rất vui sướng và vinh dự khi được phục vụ ghi lại
và tổ chức và nghi thức cho bác có được đường và liền trong ngày hôm nay. Và bây giờ những tình cảm, những lời chúc mừng mà quý bà cha bác, quý thầy cô cũng như toàn thể các chị và các bạn đang tìm đường về cũng tới. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng kính mời quý vị khách quý đại gia đình chúng ta hãy cùng nhau chặt một tràng cái thật lớn, thật nồng nhiệt, cùng nhau chào mừng và nghi thức cho bác có được đường và hai gia đình trong buổi tiệc rượu chúc mừng lễ tân hôn. Xin được phép bắt đầu. Mừng anh nhé, hạnh phúc.
vị khách quý và các bạn trẻ kính mến, tình yêu và hôn nhân, các đề tài mà từ ngàn xưa đã được rất nhiều những nhân văn thi sĩ gợi lên niềm cảm hứng, chiều chiều trái tim ước ao và hò hẹn, ước gì anh cưới được nàng, đôi ta hạnh phúc muôn ngàn niềm vui. Thưa quý vị, điều ước đó đã trở thành hiện thực. Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2016, nhằm ngày 25 tháng 8 năm Bính Thân, ngày mà quý bà cha bác, quý thầy cô cũng như là các chị và các bạn đã bỏ rất nhiều thời gian quý báu cùng tìm trụ về đây, chúc mừng các bạn trẻ tìm đến hạnh phúc của gia đình. Thưa quý vị, gia đình hai dân ngữ thật bình dị, gia đình nơi chứa được tình cảm đầy thương yêu của những người thân trong nhà, gia đình nơi có tiếng trẻ thơ nô đùa, và chắc hẳn rằng nơi đó có thể nào thiếu được những tiếng ồ ơ của mẹ. Thưa quý vị, cũng chính vì hai phần nữ gia đình mà hôm nay đôi bạn trẻ chiến thắng và Mỹ Ngọc đã đạt lên đỉnh cao của tình yêu, của hôn nhân. Được sự nhất trí hai bên cha mẹ, sự giúp đỡ của chính quyền sở tại, đôi bạn trẻ đã tìm đến một gia đình hạnh phúc. Niềm vui, niềm hạnh phúc của đất nước và hai gia đình nhân đôi khiến những khách quý, quý thầy cô cùng toàn thể các chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu cho những lời chúc mừng hạnh phúc nhất hiện diện trong buổi lễ tân hôn này. Ban tổ chức thay mặt đôi nương, đặc biệt là thay mặt gia đình, chân thành cảm ơn toàn thể quý vị khách quý, quý thầy cô cũng như toàn thể các chị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ những tình cảm, những lời chúc mừng đó thể vang dội trong buổi tiệc hôm nay. Chân thành kính mời quý vị khách quý và các bạn, chúng ta cùng nhau hướng mắt về cổng hoa, chào đón đôi nhân vật chính trong buổi lễ tân hôn này, hai bông hồng đẹp nhất, hai ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời thật hạnh phúc. Các bạn ban tổ chức trân trọng kính mời tân lang tân nương Nguyễn Chiến Thắng, Quỳnh Thanh, Mỹ Ngọc cùng với linh thống đã bắt chúng các chị và các bạn đã đến chúc mừng gia đoạn này. Trân trọng kính mời. Cùng toàn thể các chị và các bạn kính mến, hiện diện thưa quý vị, đó là đôi tân lang tân nương Chiến Thắng và Mỹ Ngọc. Họ đã chắc chiêu rất nhiều những tình cảm đầy yêu thương, giấc mơ của đôi nương đã trở thành hiện thực. Kính quý vị, để được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại này, chắc hẳn rằng đôi bạn trẻ chúng ta không thể nào quên được công lao to lớn của tứ thất phụ mẫu, người đã sinh thành dựng dục và tạo cho niềm hạnh phúc hôm nay. Một lần nữa, để tìm về ra mắt trong buổi lễ tân hôn hôm nay, thay mặt ban tổ chức trân trọng và kính mời ông bà Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thông là song thân của chú rể, là chủ hôn của buổi lễ tiệc hôm nay, cùng bác khẩn đại diện cho gia đình, cùng đến sân khấu để bác quý vị khán giả chúc mừng cho gia đình này. Trân trọng kính mời. Vâng, và quý vị thì vui thì mình cũng đang đặt người lên khuôn mặt của song thân của chú rể. Kính thưa quý bà cha bác, kính thưa quý thầy cô, quý thưa các chị và các bạn kính mến, hiện diện trước cái điện đó là song thân của chú rể, là chủ hôn của một ít thì hôm nay cùng bác đại diện gia đình rất vui sướng và vinh dự khi chào đón những lời chúc mừng và các vị khách hướng dành cho người con trai con dâu thân yêu của gia đình, và họ nhà trai chúng tôi càng vui và càng hạnh phúc hơn nữa khi đón những tình cảm đầy yêu thương của họ nhà gái đã không quản đường xá xa xôi, dành rất nhiều thời gian quý báu về chúc vui với tất cả chúng ta và ra mắt trong buổi tiệc rượu này. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức trân trọng và kính mời ông bà Huỳnh Văn Hai, Huỳnh Ngọc Mai là song thân của chú rể đến từ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa Đồng Nai, cùng bác nhỏ đại diện cho nhà gái với đồng cùng lên sân khấu đã bắt tay các quý vị chúc mừng cho gia đình này. Kính thưa quý thầy cô kính mến, chúng ta cùng dành một tình cảm cùng chạy đến đây lớn thành đồng nhiệt lửa cùng nhau chúc mừng họ nhà gái hân hoan mừng rể quý. Kính thưa quý bà cha bác, kính thưa quý thầy cô, quý thưa các chị và các bạn trẻ kính mến, hiện diện trước các vị đó là họ nhà trai, họ nhà gái đặc biệt là đôi nương, một đại gia đình thật vui thật hạnh phúc khi những tình cảm, những lời chúc mừng quý vị khách quý và các bạn đã tìm đủ về chúc mừng trong buổi lễ tân hôn này. Quý vị
nghị để thay lời cảm ơn những tình cảm tri ân mà tổ chức khách quý cũng như các chị và các bạn đã tìm tụ về chúc mừng cho buổi lễ tân hôn này. Một lần nữa, họ nhà trai, họ nhà gái, đặc biệt là đôi gương trân trọng kính gửi quý bà cha bác, quý thầy cô, quý các chị và các bạn đã chung vui chúc mừng trong buổi lễ tân hôn này. Lời cảm ơn chân thành và lời chào thân ái nhất. Tôi đã kính mời những vị khách quý, quý thầy cô cũng như thầy các chị và các bạn, chúng ta cùng lắng nghe bác Khổng sẽ đại diện cho nhà trai gửi quý vị những lời cảm ơn chân thành nhất trong buổi lễ tân hôn này. Vâng, cảm ơn MC của nhà hàng Hòa Thành. Kính thưa ông đại diện, kính thưa ông bà chủ hôn cùng toàn thể quan viên họ nhà gái, kính thưa quý vị khách mời. Trước hết tôi được đại diện cho quan viên họ nhà giai xin được phát biểu. Cho phép tôi một phút để nói về lại ý nghĩa của cái tình yêu đôi hôm nay của Chí Thắng và Mỹ Ngọc. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin mãn phép nói một câu thơ từ nguyên thủy loài người cho đến bây giờ, rằng thì là nhất phu nhất phụ phân minh, thật là phép Chúa thiên đình truyền ra. Ai dám sánh với e bà, tổ tông sẽ cùng ông bà có đôi. Vâng, hôm nay Chí Thắng đã rong ruổi trên đường đời đi tìm một nửa cho mình, bắt gặp Mỹ Ngọc cách đây trên dưới 100 cây số tại huyện Cẩm Giải thị trấn của tỉnh Đồng Nai. Vâng, có được hôm nay như thế và tại sảnh tiệc Hòa Thành long trọng và hoành tráng như thế này, làm sao mà có, ở đâu từ trên trời rơi xuống cho giọng xin thưa không. Đó chính là công lao của cha mẹ, ơn của cha mẹ thương lo, trời cao đỡ động khôn so tấm lòng, sinh con dựng vợ gả chồng đã đành thể ấy là trong khói đời. Vâng, hai gia đình chúng tôi đã xây một nhịp cầu từ thị trấn Định Quán đến tận huyện Trảng Dài, Đồng Nai. Vâng, hôm nay quý vị đại diện của bà chủ hôn đã nhẹ gót tiến đưa Mỹ Ngọc về cho gia đình nhà trai chúng tôi. Chúng tôi rất là vinh dự và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khách mời đã dành những thương những mến đến tại tiền sảnh tiền của Hòa Thành Định Quán để chung vui và chia sẻ với gia đình quan viên hai họ chúng tôi nói chung và Chí Thắng và Mỹ Ngọc nói riêng. Chúng tôi xin quý vị hãy chúc cho Chí Thắng và Mỹ Ngọc được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúng tôi xin thành thật biết ơn. Kính quý vị, chúng ta cũng vừa lắng nghe bác Khẩn đại diện cho nhà trai và quý bà cha bác, quý thầy cô, quý chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay. Kính thưa quý thầy cô, quý cô chú, quý chị và các bạn, với những tình cảm yêu thương mà họ nhà trai tiếp đón trong ngày vui trọng đại này, chắc hẳn rằng họ nhà gái cũng có lời phát biểu cảm tình trong hồi hôm nay. Một lần nữa, trân trọng kính mời quý vị khách quý, quý thầy cô, quý chị và các bạn, chúng ta cùng lắng nghe bác nhỏ sẽ đại diện cho nhà gái có lời phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ tân hôn này. Xin chào quý vị quan khách, ông có thể lễ tân hôn hôm nay. Hôm nay tôi xin đại diện cho quý vị nhà gái có đôi lời. Qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Nguyễn Ngọc và Chí Thắng, qua thời gian tìm hiểu sự chấp thuận của hai gia đình, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2016, là ngày 25 tháng 8 2016, và sự chấp thuận của chính quyền địa phương xác nhận cho hai cháu được kết hôn. Gia đình có tổ chức mời các cô và ông bà cô bác nội ngoại hai bên, bạn bè thân hữu gần xa và tình nghĩa tương lai, nhưng chúc thì rồi để báo đến đây trước là trung vương cùng gia đình sao nữa chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Đó là niềm vinh hạnh của gia đình của chúng tôi, không biết nói chân tình hơn. Xin chúc tất cả toàn thể gia đình họ Nghệ đang ấm
được giàu giàu sức khỏe và làm ăn phát tài. Thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn hóc nhỏ đã đại diện nhà gái và quý vị khách quý để cảm ơn thân thành nhất trong buổi tiệc hôm nay. Quý vị, theo phong tục tập quán của dân tộc chúng ta, hãy đi đến tình yêu, đi đến hôn nhân, đi đường hồng sẽ cùng nhau chứng kiến và chúc phúc niềm hạnh phúc cho bạn trẻ. Và bây giờ giây phút mà đôi tân lai tân đương chiến thắng và biển ngập chắc chiêu tình yêu bấy lâu cũng tới. Tháp ba bên trái, chân đặt kính mời đôi bạn cùng nắm tay nhau, hãy cùng nhau tiến về tháp ly, hãy cùng nhau bỏ cái đôi rượu của tình yêu. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my you love me. Oh, you were all.
ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình.